vợ về ở với chồng với con với hắn lo làm ăn chứ em đừng bỏ đi nữa. Em không hứa chứa được, bây giờ anh cứ thay đổi tính tình của anh đi, nếu mà cảm thấy được thì em sẽ về. Mà nếu mà bây giờ anh nói trước thì em không có nói trước được. Chứ giờ em không về, không ở đây sao biết được, anh thay đổi sao em biết được. Lúc trước thương sao giờ cũng vẫn vậy chứ em đâu có... Không khi nào mà con người em hết thương nữa đâu. Ủa thì sao thôi em, sao, sao lúc anh đi anh không điện gì thì em kiếm. Có điện gì có điện gì? Có điện kiếm gì dưới kiếm nè, tại chứ em anh mà sao không về nhà mẹ mà tại sao lúc nhà cô làm cái nhà cô anh chạy vòng dưới giường dưới mà thấy chưa dắt chưa đó nhà đóng cửa rồi nó đòi mình đi theo trai đó chứ mà anh nó sao nó không nói đi khẳng định đó, khẳng định là hả nó đại đi theo trai rồi đó. Tại sao mà anh sống với em đó giờ á, người ta nói em vậy mà anh cũng đi mà sao nói anh thương em thương vậy hả, thương mà bao nhiêu người nói sao nói em này kia nọ mà cũng đi im luôn á, cũng động lỗ là nói em theo trai luôn nữa. Chứ không lẽ giờ miệng đời biết nhiều, miệng đời biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người không, em không lẽ anh bịt thỏng hết tất cả bao nhiêu người. Tại sao lưng anh họ nói em không nói, còn đằng này trước mặt anh họ nói có anh và mẹ ngồi ở đó rồi sao anh không ra binh vực mà còn lùa theo nữa, hay là anh cái đêm đó trên đó. Facebook anh chửi em này kia nọ anh còn nói nữa, thấy em đâu anh đánh đó rồi ra tới công ty quần lại quải em không có làm được cái gì luôn, rồi còn núp ở đó canh em nhà đang đánh em giết em nữa. Cái chuyện đánh giết là anh không bao giờ nói nha. Canh em coi coi có đi với thằng nào, một lần nào hay không đó là chứ từ đó giờ anh quýnh em cái bạc tay nào nặng chứ đó rồi em đi vậy anh cũng nóng, anh nói ẩu đó tả vậy em biết tính anh vậy thôi, anh nhận lỗi hết, em bỏ qua cho anh về với con với gái đi, anh sẽ thay đổi hết tất cả. Còn duyên còn nợ thì em sẽ về, còn hết duyên hết nợ thì em cũng đâu có biết sao đâu. Vậy bây giờ anh hỏi thật sự trong lòng em còn thương chồng em không? Cái đó không trả lời được. Giấu anh lúc em có con, lúc mới quen anh cũng thừa biết em đã có con rồi mà. Thì anh thừa biết anh mới ở với em tới 5-6 con, nếu anh biết anh bỏ em từ lâu, vậy anh ở với em làm gì? Nói trên cộng đồng mạng là anh nói hô là em giấu anh cái chuyện đó khi mà ở với anh hai mặt con rồi ấy, anh về chưa mới phát hiện ra là sao. Mẹ cũng khẳng định như vậy luôn, mẹ em cũng nói mấy anh cho quay đi coi có bụi chuối này không. Em bước chân vô về con đường này, khi mà em cuốn gối cũng đi về con đường này, chứ mắc gì đi ra đó làm gì kiếm ai đó. Kiếm ông cố ông nội em ngoài bụi chuối hay gì? Có gì, ví dụ anh sai á, anh sai gì á, thì cho anh xin lỗi. Đó, thương em mới kìm kiếm em, anh không thương em, kiếm em, bính em làm gì? Có gì, nhiều nhỏ gái như ngoài đó, ủa anh ghen lại ghen chi, công chi mà cho mệt thân không? Hả? Anh cũng chỉ vì muốn hạnh phúc của mình lâu dài, với bạn hạnh phúc mình thôi, anh mới ra và cái ghen này nọ, ghen tuông bừa bãi, nói ghen bóng ghen gió. Thì cũng chỉ vì, cũng chỉ vì thương em thôi. Vô đây rồi nha mọi người. Về rồi. Này. Ôi mẹ đi con, nó hổng xuống rồi. Xuống rồi. Ôm lấy mẹ con, ôm lấy mẹ. Ôm lấy mẹ đi. Lại ôm lấy mẹ. Lại ôm lấy, chạy lại ôm lấy mẹ nhanh. Chạy ôm mẹ, con. Chạy ôm mẹ không mẹ bỏ đi nữa đó. Phải mẹ không? Phải mẹ không? Phải mẹ không? Rồi, phải mẹ không? Con gái. Phải mẹ không con gái? Ôm đi. Mẹ. Rồi đúng rồi. Đúng mẹ rồi ha. Rồi cô chú chị. Đây thấy mọi người thấy giây phút này xúc động không mọi người? Trời ơi con. Chắc ôm mẹ quên mặt luôn gì rồi. Rồi, trời ơi, thấy chưa? Có cái này đó. Rồi, thằng con trai kìa nó mới nhớ mới giữ. Khóc luôn cả mẹ rồi. Cả mẹ cả con khóc luôn rồi. Nhớ mới giữ. Rồi. Cuối cùng là đứa nữa. Con nữa không? Rồi bé đã xúc động rồi xuống kìa. Lúc đi này khóc luôn rồi mẹ. Con đi gì đã dưỡng tả được nữa. Khóc rồi. Rồi, con mẹ đã khóc rồi. Trời. Rồi đã khóc rồi quý vị ơi. Bé đã không kiềm chế được cảm xúc của mình khi gặp mẹ. Chứ sao con nói con thương mẹ mà con nó không nhớ mà có thiệt không nhớ không? Thôi chú mẹ kìa, mẹ đặng kìa, ra đây mẹ đi có thiệt không nhớ không? Không con biết. Nhớ không? Con nhớ mẹ không? Sao mấy chú hỏi con nó con không nhớ, con nói mẹ đánh con ghét mẹ hả? Cho con nói gì mà nói mẹ nghe đi. Con ghét con không nhớ. Nghe đi. Tắm trời tất cả. Con thương mẹ. Mẹ đi con không nhớ không? Mẹ đi con không nhớ không?
trả lời xuông dữ vậy? Sao anh em mình hỏi trả lời không có xuông? Anh em khá là vui nhưng mà cảm giác này quá chỉ là xúc động. Bây giờ mẹ em bé khóc và đang đứng với mẹ như thế này. Là anh em của mình là sao là cái gì cũng đừng nước mắt luôn được kìa. Vì mà chẳng không nhớ đi cả mấy tháng nhớ rồi. Mà hai tháng mấy rồi. Rồi đó mấy đứa bé nè, mấy con của em đó đến này. Đứa gái kia là đây, con đem bé trắng này lại đây. Bây giờ là bây giờ đứa nào bây giờ gặp mẹ xong là cái đứa nào hỏi cũng cũng trả lời xuống hết. À, đứa nào cũng trả lời xuống hết vậy. Anh em mình coi như hỏi là coi như bé nó còn sợ gì đó không biết. Có thằng kia kìa, có thằng kia với con nhỏ gái út á, thử đi nó giật mình mà nó đi đi vòng vòng nhà kiếm mẹ xong giờ giờ ngủ đi kìa. Mấy bữa. Đây đi vô nhà nè. Chờ vô đây ha. Vô đây để gặp 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 ba nè. Vô đây gặp ba. Thôi, anh đã quỳ xuống coi như là anh Nhật đang quỳ xuống luôn em rồi nè. Con nha nè. Con mẹ bà về bên nè. Quỳ. Nói sao mày? Mày sao? Nói sao? Dạ anh kìa. Thôi bây giờ nè. Anh ơi. Bà là với chồng em bây giờ chuyện gì đâu có đó anh Nhật chịu khó đứng đó có không con nè như vậy thôi mẹ như vậy uống nước kìa lại mời mẹ bà đi lại mời mẹ đi mai 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 vợ con hả đây là bán không quay tiếp tiếp là bây giờ là anh chị đi anh chị đi rồi ngồi sát vô đứng sát vô đi anh rồi đó thì những gì đó ngày hôm nay đó thì qua chương trình của ba anh em Huỳnh Phi TV và Lực Thằng TV và bên cạnh đó là Hải Rồm TV ba anh em của em thì khi mà đăng tải những cái clip lên trên mạng xã hội thì nhận rất là nhiều cái sự yêu thương của cô chú anh chị cũng dành cho gia đình của mình. Bên cạnh đó thì có vợ của anh là chị Hạnh này cũng đã ngỏ ý và liên lạc trực tiếp cho em để mà ngày hôm nay để gặp lại gia đình của mình có những khúc mắc, có những cái sự thật, những cái sự việc bí ẩn bên trong. Ngày hôm nay thì em hy vọng rằng khi mà em và anh trò chuyện và em và chị Hạnh cũng đã trò chuyện ở ngoài hết rồi và những anh em của em có mặt tại đây, phải nói là điều mà làm tụi em xúc động nhất khi mà thấy chị Hạnh bước chân về, một người mẹ bước chân về với các con đã ra hòa khóc, ôm mẹ. Thì bên cạnh đó thì ngay lúc này em không hiểu là anh trong cái suy nghĩ của anh có những cảm giác nào đó muốn trò chuyện với vợ thì anh trò chuyện đi ạ. Thì vợ con thì chứ mà em thương cũng gì nhiều lắm thiệt. Nó đi cũng buồn cũng nhớ lắm chứ. Giờ nó về thì trong lòng rất là vui. Thì bây giờ anh ngỏ lời nói chuyện với anh vợ. Anh vợ nói chuyện với vợ anh đi. Coi như tụi em không có sức miệng này. Cứ nói chuyện với vợ đi. Đó, bé này là bé nhỏ nè. Bé nhỏ nè. Thằng trai kìa nó nhớ mới giữ. Đúng rồi. Dịch mấy cảnh thương thương chú anh chị à. Giờ cảm giác này như là người mẹ dành tình yêu thương cho con phải nói rất lớn của chú chị. Không có gì bằng tình yêu thương của người mẹ dành cho con đâu. Phải nói là vì một cái sự khóc luôn rồi trời. Khóc rồi. Bé nhỏ cũng khóc luôn. Bé nhỏ khóc rồi. Thật sự là bây giờ khóc rồi. Thì lúc mẹ mới đi nửa đêm mà nó tỉnh giấc đi vòng nó kiếm mẹ nó quán luôn. Điều mà vui nhất, hạnh phúc nhất mà các anh em làm á là cái giây phút như thế này. Giây phút đoàn tụ của gia đình. Rồi, ở bên phía bên kia thì hàng xóm cũng đã rơi lệ luôn. Hàng xóm cũng khóc luôn quý vị. Phải nói là bà con hàng xóm ở đây á vì rất yêu thương gia đình này. Hạnh, khi mà em về đây á, em cảm thấy như thế nào khi mà gặp lại các con của em? Vui mà mấy tháng trời nó được ôm. Mới được ôm con mình hả? Rồi bây giờ nè, em về em thấy những đứa con em ôm em vậy á, rồi nó khóc. Anh hỏi á, các anh ở đây hỏi, con em không nói gì hết trơn á. Nói là coi như là hỏi tới đâu là coi như nói không có gì hết. Rồi khi gặp em hỏi gì là nói hết à. Thì em biết là coi như là con nó rất thương em. Nó rất cần em. Đúng không? Khi em về nhà gặp các con em thấy sao? Vui quá, xúc động không? Xúc linh chạm. Rồi, anh Nhật. Anh ngồi xuống đi. Có bên này nè. Anh ngồi xuống đi.
rồi thì giờ anh Nhật đó, giờ như ước nguyện, ước nguyện mà anh đã từng gặp em ngay lúc đầu tiên, trước đó là em đã quay anh là người đầu tiên đúng không? Rồi các anh em của em á thì thấy cái hoàn cảnh anh khó khăn quá, thấy là xúc động quá, thì mấy anh em của em á là cũng xuống muốn giúp mấy đứa bé. Thứ hai nữa là cũng cố gắng hết sức là lực đàn với hai ròm, cũng phải nói là thương yêu mấy đứa bé rất lớn, là các anh em cũng đã dù xa xôi cũng phải chạy xuống đây để mà ghi hình, để mà truyền tải đến cô chú anh chị đó. Là rồi các anh em khác nữa cũng xuống đây cũng chia sẻ, đều là cũng muốn hướng cho anh gặp lại vợ của mình như anh đã mong ước tìm vợ. Thì ngày hôm nay á, anh ngồi lại cạnh bên vợ của mình chính thức rồi, chính thức là ngồi bên cạnh vợ của mình khi mà 2 tháng mấy xa cách, thì anh làm biểu hiện gì đó như những gì anh đã hứa trên cộng đồng mạng, thì anh nói đi. Giờ về mừng vui lắm chứ. Mừng vui, nhưng mà quan trọng là bây giờ là vợ anh có muốn ở với anh nữa không, hay là chị ấy chỉ về trong chốc lát rồi đi đây nào? Bây giờ quan trọng anh muốn vợ anh về và lo cho các con và ở với anh, thì anh nói những cái gì với tụi em? Anh mong ước như thế nào và anh sẽ làm cái gì để mà chị vợ của anh sẽ... Muốn vợ về ở với chồng với con với hắn lo làm ăn chứ em đừng bỏ đi nữa. Được rồi, em không hứa chứa được. Bây giờ anh cứ thay đổi tính tình của anh đi. Nếu mà cảm thấy được thì em sẽ về. Còn nếu mà bây giờ anh nói trước thì em không có nói trước được. Chứ giờ em không về, không ở đây sao biết được, anh thay đổi sao em biết được. Em phải về ở đây anh mới thay đổi, em mới cảm nhận được chứ. Một khi mà anh đã thay đổi được rồi, em anh đâu ở đây hay ở dưới đâu ha, đâu con cũng không biết vậy. Bây giờ nè, những cái sự việc mà anh nhắn tin với vợ của anh á, hay là làm cái gì á, hay là những cái sự việc ra sao á, tụi em đều biết hết đúng không? Nhưng bây giờ quan trọng nhất á là anh còn thương vợ anh không? Còn lúc trước thương, sao già cũng vẫn vậy, chứ em đâu có không khi nào mà người em hết thương nữa đâu. Thương em vậy nha. Ủa thì sao thôi em, sao lúc anh đi anh không điện gì mẹ anh kiếm? Mà có điện gì, có điện kiếm gì dưới kiếm nè. Tại vì em anh mà sao không về nhà mẹ, mà tại sao lúc nhà cô làm cái nhà cô anh chạy vòng dưới dưới mà thấy chưa, chắc chưa đó là nhà đóng cửa rồi. Là có thì kiếm. Dạ bữa bữa đó con về dưới nhà mẹ đóng cửa rồi, con mới vô anh về luôn á. Thấy thấy đóng cửa bên hông rồi, cửa trước đóng cửa, con mới kêu anh về. Con tính nó có cô Năm là con để con về với ba mẹ vợ dưới luôn. Hỏi mẹ ừ mày có nhà hay không, điện thoại hết pin. Đã nói cô Năm nó chạy với để nói hết nè, nói anh chạy để nói với cô Sáu, nói để con chạy với nhà bà má vợ con dưới, con nằm nghỉ chút xíu, con về con vợ con cũng mệt quá rồi, về thì đóng cửa giá con hoành về luôn chứ. Mà cái lúc anh đi á, rồi anh đi anh dòm hai bên đường kiếm cái nhà trọ nào, chứ em nói anh nhìn trọ 5 tấn 5 tiết vậy đó, dòm để hai bên đường từ đây xuống tới dưới lo dòm không, mà xém xíu nó bị xe tải đụng luôn, cho em nói cho em biết. Lo dòm kiếm nhà trọ thôi đó. Từ đây tới dưới. Anh nói vậy, nói ai nó không được. Giống như cái chuyện đó, ta đồn em đi theo trai đó, trước mặt anh đó thì sao nó không nói đi. Khẳng định là hả, nó đại đi theo trai rồi đó. Tại sao mà anh sống với em tới giờ đó, mà người ta nói em vậy mà anh cũng đi mà sao? Nói anh thương em thương vậy hả? Thương mà bao nhiêu người nói sao nói em này kia nọ mà cũng nói im luôn á, cũng động lỗ là nói em theo trai luôn nữa. Chứ không lẽ giờ miệng đời biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người không? Không lẽ anh bịt thỏng hết tất cả bao nhiêu người? Tại sao lưng anh họ nói em không nói, còn đằng này trước mặt anh họ nói có anh và mẹ ngồi ở đó, tại sao anh không ra binh vực mà còn lùi theo nữa? Thôi mà kệ nó, con ơi giờ thí dụ mà cờ con cái danh dự của em ở đâu, thế nào ta cũng dị nghị thôi, cái danh dự của em ở đâu? Nói đi chồng con đi, chồng con tại vì nó thương con, nó ghen, nó nói vậy chứ nó không có nói vậy đâu. Thương gì? Thương thằng con thì thằng sớm thì thương chờ, con là phải tin con thì chờ hả, đi ra nó mấy năm trời rồi mà không tin tưởng con. Ờ, tưởng giờ thả đi ra là ta nghĩ mình tụng cái gì nữa đi, nó không đi theo trai, còn nói thôi là trai lại tới tận buổi tối vậy. Bây giờ nè, bây giờ chị là chị thương rể, chị thương cháu ngoại thì chị phải thông cảm, chứ còn chị thương rể, chị thương cháu ngoại mà chị nói cô Hai nghe, đặt cái trường hợp như con của cô Hai như vậy thì cô Hai sẽ như thế nào? Con mẹ lên máu thì im đi, con nói chuyện.
bình tĩnh nè. Thôi bây giờ bình tĩnh nè. Gia đình của mình á là về đây á. Chuyện gia đình của con thì tự con quyết, còn người ngoài không có phải chuyện người ngoài đều có xin, còn có xen vào làm cái gì hết á. Coi như đó là đủ hết rồi. Bây giờ mình giải quyết trong. Bây giờ nè, em gái Hạnh nghe nói anh hiểu là em cũng buồn một bức xúc, của bên này cũng vậy. Thì bây giờ là anh nói nè, trong cương vị một người đàn ông á thì anh cũng không bên Nhật, anh cũng không bên em. Nói chung anh, tụi anh là đứng ở giữa ba anh em của anh. Là coi như là để cho hai vợ chồng em gặp nhau để nói chuyện. Bây giờ nè, bây giờ là con xin phép bà con làng xóm của mình hiện tại là đang có mặt tại đây. Con Hình VTV với Lực Tàn với Hải Ròm là xin phép là giờ hiện tại đây, ngay phút giây này thì để cho hai vợ chồng nói chuyện với nhau trước. Rồi làng xóm có nói gì thì mình sẽ ý kiến sau ha. Rồi ok. Rồi, bây giờ anh Nhật cứ phải nói chuyện với vợ chị vợ mình như nào, mình sai thì mình nhận sai. Mình là một người đàn ông, em có nói với anh rồi. Bây giờ em nói nghe nè, em đi lúc nữa đi. Cái gì cũng phải lý do gì, em cũng nói với anh từ trước giờ anh thôi đỡ đánh tình đi, mà nếu anh không thể đánh tình nó cái nào đó em bỏ anh đi, không bao giờ em trở về đâu. Cũng bao nhiêu lần rồi, bây giờ trước mặt bao nhiêu người nói là có hay là không, mà trong khi cái đêm đi á anh có điện về mẹ anh hỏi không, hay là anh cái đêm nhắn đó, trên đó. Facebook anh chửi em này cái nọ, anh còn nói nữa, thấy em đâu anh đánh đó, rồi ra tới công ty quần ải quải em không có làm được cái gì luôn, rồi còn nấp ở đó canh em dài đang đánh em giết em nữa. Cái chuyện đánh giết là anh không bao giờ nói nha. Anh canh em coi coi có đi với thằng nào một lần nào hay không. Đó là chứ từ đó giờ anh quýnh em cái bạc tay nào nặng chưa? Chính cái tin nhắn anh đó, anh nhắn là em biết, em thừa biết cái trên phay trên Zalo. Nè nè nói em nghe. Em đâu quýnh đó. Em thừa biết cái tánh anh nóng nói ẩu nói tả chứ anh có làm là anh chứ anh có thực hiện những cái gì hay không? Thừa biết tánh anh đó giờ nóng lên ẩu nói tả không? Chứ không có gì nhì đâu, không có gì ác ý đâu. Rồi á. Mà em nhìn nữa đi, mà con đang bệnh mà em đi như vậy, mấy cậu em thấy được hay không? Thôi bây giờ nè, bây giờ bình tĩnh lại xíu nha anh Nhật. Bây giờ như anh đã ước hẹn rồi đó. Ngày hôm nay là cái ngày mà coi như là vợ anh về. Như bao ngày qua anh ước trên cộng đồng mạng, anh cầu xin cộng đồng mạng, anh cầu xin các anh em đã quay chia sẻ là coi như giờ em chỉ mong ước một điều rằng là vợ em quay trở về. Những lỗi lầm mà em có làm khoải quấy giờ của mình thì em hoàn toàn xin lỗi và nhận lỗi cái phần của mình để mình tiếp tục với vợ của mình để mình sinh sống và sửa đổi bản thân. Thì ngày hôm nay anh cứ chia sẻ bộc phát những gì mình đã hứa đi. Mình là đàn ông, nói được làm được, đó là đại bản lĩnh của một người đàn ông. Anh nói đi anh trai. Ngủ luôn rồi. Thì lúc đó em đi vậy anh cũng nóng, anh nói ẩu nó tả vậy, em biết tính anh vậy. Thôi anh nhận lỗi hết, em bỏ qua cho anh về với con với gái đi. Anh sẽ thay đổi hết tất cả. Bây giờ trước mặt ở trên đây anh nói anh thay đổi. Rồi một khi em về hỏi anh có thay đổi hay không? Thay đổi anh nói trên đồng mạng tất cả người biết anh thay đổi. Rồi trước khi đó anh không thay đổi là trong mà lúc này em không chịu, không chẳng phải chịu lại coi một coi em anh có thay đổi hay không chứ em nó nghe lời nói không khẳng định sao biết được em. Cái đó thì em không, bây giờ em không có nói trước, không biết trước được. Bây giờ nè, bây giờ là có tụi anh ở đây, clip thì có hết đúng không anh mấy anh em? Đúng rồi, cả cộng đồng xem được á chứ không phải là không đâu. Bây giờ nếu cái clip ở đây là chính miệng của anh Nhật nói. Nhật. Đúng không? Chính miệng em nói, em khẳng định như vậy. Nếu ví dụ như xảy ra chuyện gì thì tất nhiên nếu mà nó quá đáng quá thì phải có bên cơ quan pháp luật can thiệp. Đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì cái đó là bằng chứng rồi. Nha Hành. Đó. Bây giờ em có nói đó là chuyện liên quan với ảnh, vụ còn duyên còn nợ thì em sẽ về, còn hết duyên hết nợ thì em cũng đâu có biết sao đâu. Vậy bây giờ anh hỏi thật sự trong lòng của em còn thương chồng em không? Cái đó thì không trả lời được. Còn thương mà coi như e hẹn không dám trả lời ha. Đấy là cái đây để tối nay vợ chồng mình nói riêng. À em, à nói đây là đồng ý rồi, cái đây là khó nói quá. Đồng thì đồng ý rồi. Đồng ý đầu không lẽ đang trong lúc dịch mà nói em thương anh lắm, đúng không? Bây giờ là về vậy nè. Bây giờ anh Nhật nói với vợ đi. Làm sao? Bây giờ là hai. Ôi, xin lỗi vợ đi. Đi ôm cái đi. Xin lỗi. Em nói vợ đó là em, nếu mà về ở không đó là em không có hứa trước được. Rồi bây giờ anh Nhật. Còn cái chuyện thương anh ấy không thì em cũng không có nói được. À, thôi để tôi cái đó để tối vợ chồng mình gặp nhau ôm nhau rồi nói. Cái đó là anh biết rồi. Rồi giờ anh Nhật hành động gì đi chứ mình đâu có nói lời nói được. Lời nói thì nói thôi chứ còn hành động quan trọng nhất là đàn ông mình phải thể hiện hành động nè. Coi bây giờ nè, trước mặt ở đây em muốn hỏi anh một chuyện. Anh nói vô á, em giấu anh lúc em có con, lúc mới quen anh. Anh cũng thừa biết em là có con rồi mà.
Thì anh thử biết anh mới ở với em tới 5-6 đứa con. Nếu anh biết anh bỏ em từ lâu vậy anh ở với làm gì? Anh nói trên cộng đồng mạng là anh nói hô là em giấu anh cái chuyện đó. Khi mà ở với anh hai mặt con rồi á, anh về chưa mới phát hiện ra là sao? Mẹ cũng khẳng định như vậy luôn, mẹ anh cũng nói như vậy. Không, lúc anh quen em là chưa về dưới nhà là anh không có biết chỗ đó nha. Khi mà anh về nhà em anh biết cái tình hình như thế này mà anh vẫn chấp nhận mà anh nói nghe là lúc quen em anh chưa về nhà em anh cũng thừa biết chứ không phải là bây giờ anh đừng có nói vậy, anh cứ bỏ clip đó ra coi đi, còn vẫn còn mà. Nói chung là rồi mẹ anh cho dù anh ngay chỗ này nè, cho dù anh này là nói á, nó giấu nó không có đứa con, nó giấu rồi tới thằng này về ở hai đứa con gì dưới chưa mới phát hiện ra, cũng mẹ anh cũng khẳng định nó như vậy rồi, anh cũng nói vậy, mẹ anh cũng nói như vậy. Rồi sao? Thì nói chung là em có khẳng định như vậy cũng không có cái gì chứ. Một chú ý quá là vậy đây vậy. Giờ nó tóm gọn lại một điều này vậy nè. Là bây giờ nó khuất mắt cái chỗ đó là em Hạnh thấy là bức xúc, mà cảm thấy là buồn ngay chỗ đó đúng không? Rồi bây giờ là anh bây giờ quan trọng không có quan trọng là mấy đứa con hay một đứa con hay 10 đứa con không còn biết. Nhưng bây giờ là có 5 đứa con chung á. Ok chưa? 5 đứa con chung. Rồi bây giờ là anh Nhật với lại chị Hạnh là có 5 đứa con chung. Thì bây giờ cái chuyện quá khứ đó nó không quan trọng nữa, không quan trọng đúng không? Bây giờ anh nghe nói không quan trọng nữa. Anh ấy biết không quan trọng thì tại sao anh đưa lên trên mạng chi? Không, ý cái đó là gì vậy? Biết như thế nào không? Chủ yếu là anh có anh lắm anh có cái suy nghĩ riêng là anh sợ em ở sống chung với một ai đó. Chủ yếu là anh nói vậy nhấn mạnh thằng đó là em đã có hai là chồng rồi, vậy mà vợ vẫn gì mà dám gì mà ở chung với vợ của anh như vậy? Ừ. Anh khẳng anh chỉ là nhấn cái điểm, nhấn cái dùm em có người khác điểm anh chỉ nhấn cái điểm mặt người thằng đó thôi. Chứ thực ra anh không còn cũng có suy nghĩ gì hết. Ủa điểm mặt là ví dụ anh bắt em tại trận anh điểm mặt, còn này anh đem em lên trên cộng đồng mạng anh điểm mặt bao nhiêu nước là đều biết hết mà điểm mặt cái gì? Cái đó là cái điểm nhấn thôi chứ không phải là nó thẳng. Thôi bây giờ rồi anh rồi hai vợ chồng nè, bây giờ nè. Bây giờ anh có nói cái này em không có bao nhiêu đúng không anh Đàn với là hay rồi có nói. Cái nào có hình vi nó có, anh lực là nó có chứ không bao giờ bào chữa, không bao giờ là chia đậy. Rồi, bây giờ cái chuyện này là hai vợ chồng là rõ ràng là đây là anh khẳng định là Nhật có nói. Ok chưa? Có nói, đồng ý không anh? Anh đồng có ý. Nói. Nói chung là những lời nói của anh Nhật đó là cũng cái mục đích duy nhất là tìm được vợ về. Vì là và đang rất là thương vợ. Khác là coi như chen vào cái cục cái đó thiệt á. À. Đặt như thí dụ một người mà mình thương vợ mình đi, mình phải tin tưởng vợ mình này kia nọ. Có thể anh đâu tin tưởng đâu. Người ta nói xấu vợ mình trước mặt mình mà vẫn cũng để cho họ nói luôn. Mà không bao giờ mà nói vợ con không có vậy, cô cũng đừng nói vậy lên mình mất bà chồng. Không, cũng lùa theo họ nói. Mình nói gì? Ủa, anh lùa theo nói anh. Em nói nghe nè, anh lên anh kiếm vợ hay là anh vô lên kiếm tiền? Kiếm vợ thì về dưới nhà mẹ vợ, cha vợ, cô vợ, chị vợ mà kiếm, mà đi lên trên cộng đồng mạng kiếm là kiếm cái gì trên đó? Anh có đi gì dưới anh kiếm rồi? Không có anh mấy anh bây giờ anh không có không bao giờ anh mà. Hết điên, đúng không? Anh thừa biết cái điện thoại mà rồi. Em thường bấm đó, biết cái như thế nào? Em nói nha, anh nói điện thoại anh hết pin đúng không? Em chấp nhận. Về với cô Sáu điện, cô điện cô Sáu điện cho mẹ con hỏi mẹ con có nhà không mà sao mẹ con đóng cửa, con đi kiếm vợ con không? Đi xuống dưới nhà cô em nói em này kia nọ. Ủa anh em nói đồn đi theo người này theo nọ. Lúc nào anh đi kiếm anh cũng nói như vậy hết. Kiếm cái gì? Dưới anh nói là kiếm vợ, kiếm vợ, vợ con vậy biết có đi với ai hay không thôi. Mà không nửa đêm vậy đi cô Sáu nghĩ gì như thế nào? Anh đem đi về dưới á, anh không có điện mẹ hỏi. Đợi mẹ điện lên anh nói không đi theo trai rồi. Có thấy không? Nói chung là cái những phương mà lúc đó em đi như vậy anh trong lòng anh rất là nóng, không có kiềm chế được thẳng luôn. Anh nói vậy em thử biết tính anh nóng lên là anh nói ẩu tả không à. Em lên trên mạng xã hội anh nói như vậy rồi thì coi như cảm nghĩ của em, cảm xúc của em như thế nào có giờ anh nghĩ không? Mà đâu phải riêng mình anh đâu, cả mẹ luôn nữa, rồi cả cái chị Hạnh này nữa, rồi cả bà ba anh nữa, rồi cả vợ thằng Tùng ở chả nữa. Nói em trước mặt anh như vậy đó, anh có đứng ra nói bây giờ con không bắt được tại trận vợ con như vậy rồi á, mấy cô đừng có nói vậy thật nghiệp đó không? Anh có nghĩ đến cái đó không? Bây giờ cả nước đều biết em đi theo trai đó. Có là anh nghĩ được không? Nói chung cả nước biết ăn thua là ăn thua do bản thân mình. Ăn thua chồng mình là biết mình vậy được rồi. Nói chứ giờ em nói nè. Nếu mà anh nghĩ như vậy thì sao anh nên đi nên chứ nói làm cái gì? Cả nước em ở với cả nước em ở với chồng với con em cả đời vậy thôi. Anh đem nói em chung á, muốn giữ hạnh phúc này á, chuyện đời miệng đời nói em bỏ ngoài tay hết. Ăn thua. Nói em đi theo trai tại sao anh không bỏ ngoài tay đi, anh đem lên mạng làm cái gì?
lên mạng. Anh nói gì lên mạng, không làm được. Anh lên mạng anh nói cái gì, nói cho anh nghe lại đi. Anh thì anh không có nói, nhưng mà mẹ anh, cái chị đó nói trước mặt anh tại ngay bên đó. Tại sao anh không nói, không đứng ra bảo vệ cho vợ mình? Mà trong khi đó anh có bắt được tại trận em đi với trai không? Có bắt được em đang ngủ với trai không? Hay là chỉ nghe người lời người ta đồn thôi? Đã anh nói á, anh không có tin ai một ai đâu á, nghĩ anh tin vợ anh được rồi, ai muốn nói gì nói, anh không bỏ anh bỏ người ta hết. Mấy anh này quay anh không nói như vậy. Nếu mà anh nói như vậy thì mọi chuyện nó sẽ khác im xu hơn rồi. Ủa hỏi anh này á, em nói lúc nào anh nói chị nào thấy tận tai nghe mắt thấy kìa anh mới tin mới kết luận được. Em đồng ý như vậy rồi. Nhưng mà mấy người này nói tại sao anh không nhấn cho họ nói giờ vợ con không có như vậy. Anh cứ ngồi im re luôn, cũng hùa theo nhau mà nói luôn. Còn mẹ nói em á, tối giặt đồ thấy thằng nào lợi gần tới bụi chuối. Bụi chuối đâu, mấy anh ra quay đi, có bụi chuối nữa không? Mấy anh ra quay đi coi có bụi chuối này không? Em bước chân vô về con đường này, khi mà em cuốn gối cũng đi về con đường này. Chứ mắc gì đi ra đó làm gì kiếm ai đó. Kiếm ông cố ông nội em qua bụi chuối hay gì? Chứ muốn đi hả? Lại đi lúc ban ngày nó thẳng đi ngày đi nó còn bệnh nữa. Còn co cái em không đành đi được, em đã nó ngủ hết. Em mới mà bóp em đi đỡ nè, hiểu không? Bóp bụng nhiều. Ban ngày thì được. Em bóp bụng thì con đang nóng mà em bóp bụng kiểu đó sao? Rồi bây giờ hỏi là lỡ có gì rồi sao? Rồi, bây giờ khi mà vợ anh đi, anh có nhắn tin tìm cho vợ mình không? Năng tin nó gọi năng nỉ em xuống nước cái đàn ông luôn, năng nỉ kêu về nó một hai không gì, em chỉ cho nó, em chỉ nói là vợ em chứ cho anh biết chỗ em ở với chỗ em làm thôi, biết em ăn ở như thế nào thôi rồi, cho anh yên tâm thôi, mà một mai không cho rồi chỉ nhà trọ là chỉ nhà chỗ làm, nhà trọ là ảo, không đúng sự thật như vậy nữa. Rồi em có đi chắc chỉ quần áo cho em là nhắn thôi, em đâu hỏi anh có chỗ bây giờ em vậy được, có được hay không? Nếu mà chỉ anh xuống đó anh quậy, hắn mắm anh cũng ra anh quậy rồi. Em còn ủa em làm sao anh mới danh anh quậy? Mà em đàng hoàng như những người vợ khác đi có quậy hay không? Anh muốn em về, anh không muốn cho em đi làm. Bây giờ anh vô công ty đó làm gì ai biết được, cái đó sao em biết được cái chuyện đó? Em cái gì công việc của em phải là giữ cái công việc công cho anh chị mận của em chứ. Rồi chỉ anh rồi anh xuống giờ dạ, anh là giờ dạ, là cuối tóm lại á, tóm tắt lại một cái câu chuyện này là cũng chỉ chữ ghen thôi thưa quý vị. Rồi bây giờ là anh Nhật, rồi bây giờ vợ anh nói vậy á thì có một cái phần nào sai, anh sai á thì mình có gì ví dụ anh sai á, anh sai gì á thì anh xin lỗi. Xin lỗi giờ rõ đi. Nói đi anh, xin lỗi thật tâm vào. Xin lỗi thật tâm vào. Thôi anh sai rồi đó, em thấy câu chuyện này anh sai nhiều lắm rồi đó. Nói chung là xấu vợ thì nhiều mà tới là mình xin lỗi mà con không nói ra được nữa. Không phải là anh không nói. Mà lẽ anh nói cho nghe để em cho em hiểu. Rồi bây giờ mình bắt đầu mới xin lỗi không? Đúng. Không phải là nói ra một lọt một đâu ai mà hiểu được đâu. Đúng rồi. Đó. Cũng anh cũng nghĩ gì thương em thôi. Đó, thương em mới kìm kiếm em, nếu anh không thương em kiếm em bính em làm gì? Có nhiều nhỏ gái, nhỏ gái ai ngoài đó. Ủa anh ghen lại ghen chi công chi mệt mà cho mệt thân không? Hả? Anh cũng chỉ vì muốn hạnh phúc của mình lâu dài với bền hạnh phúc mình thôi. Em đi mới tham gia cái ghen này nọ, ghen tu bừa bãi nói ghen bóng ghen gió. Thì cũng chỉ vì cũng chỉ vì thương em thôi. Chắc không có ai nghĩ mà. Thiệt, anh nói ra nói thẳng luôn á, anh là nói thẳng luôn, anh là anh ghen dữ luôn á. Ví dụ em nói chỉ thằng đó anh cũng ghen đó. Bây giờ em đi, em nói thiệt bữa nay em về đây á, nó một khi mà ai nói chắc không có nghĩ đâu là em sẽ về đây minh quan cho em, là em không có dù vậy, ai cũng nghĩ vậy nên đứng ra nói em đi theo trai này kia nọ á, rất là mạnh miệng luôn á. Nói đi theo trai đại đi, khẳng định đi theo trai đại đi, còn nói cái dòng cả họ em, nói mẹ em hai đời chồng, thương em quá, chồng em hai đời chồng thì cái nọ nữa, nói như vậy được cái gì, chuyện gia đình mình có tốt hay không mà đem đi đem chuyện gia đình của người khác đi nói vậy, chưa chắc gia đình mình tốt hơn gia đình của người khác nữa mà đem nói vậy. Thôi cô mẹ cứ ngồi ở đây đã bệnh hoạn lên má mà cứ gì hoài bình này cô, rồi em bình tĩnh từ cái chuyện đó là mình sẽ giải quyết sau cô. Mẹ thì mọi người ạ, tình hình nó đang rất là căng luôn, bây giờ clip đến đây nó cũng đã khá dài thì mọi người sẽ theo dõi cái clip phía sau nữa nha, để xem coi câu chuyện này nó sẽ diễn biến như thế nào và liệu chừng gia đình có sum họp được hay không nha cô bác. Anh em sẽ cố gắng hết sức, cô bác chia sẻ like và chờ đợi cái clip tiếp theo nha. Căng lắm rồi quý vị, căng lắm rồi. Bây giờ từ từ rồi, mình sẽ tạm khép chương trình.